ta sẽ ăn gì cho ẩm thực nhỉ? À, tôi nghĩ ra rồi. À, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn rất là thú vị mà những người làm ở thành phố Đà Nẵng này có lẽ là sẽ không thể bỏ qua được đâu. À, mọi người hãy theo chân Quyên nhé.